Mọi người ha, trong cái bài trước á mình đã thấy cái cách mà mình chạy song song nhưng với Sorry Cypress như thế nào, cái cách mà mình thấy mọi thứ in real time như thế nào, nhưng cái đó mình chạy vẫn là locally, tức là ở dưới máy mình mở nhiều cái command line mình execute đó. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu, mình sẽ tiến hành mình chạy xem thử, mình chạy và mình sang cái result này tới Sorry Cypress xem thử có được hay không, xem thử nó như thế nào, rồi sau đó mình sẽ nói là làm sao mình có thể song song như vậy trong một cái chain keynote thôi, mình không có cần nhiều node thì như thế nào. Đầu tiên để tụi customize cái này lại tí ha, cái này là hồi bài trước là mình làm cho nó kiểu giống như là cho mình có cho chạy cho nó nhanh thôi để mình thấy được nó hoạt động như thế nào. Bây giờ mình sửa cái này lại xíu ha. Cái này á mình sẽ để là parallel, bây giờ là test, nhưng mà test cái này mình sẽ để test parallel. Sam test parallel. Cái này tụi sẽ để cứng như thế này luôn, nhưng mà mọi người biết là mình có thể lấy xuống từ cái biến môi trường được mà, đúng không? Rồi, bây giờ để cứng localhost 1234 luôn, CI run trừ trừ reporter y chang như thế này. Ok. CI run cái đoạn mà trừ trừ reporter như thế này tụi nghĩ là sẽ tắt ra cái đi. Bây giờ tụi sẽ để một cái test nhưng mà test qua CI true ha. Có nghĩa là mình tắt ra để mình gọi lại cho nó nhanh đó mọi người. Set test CI2 thì tôi sẽ run bằng cái này. Copy cái này. Cắt cái đi. Đây. Rồi. Cái này ha, CI run to report cái này. Mocha mọi thứ y chang cái chỗ này. Rồi cái chỗ này á mình sẽ để là NN jam test CI2, rồi mình để vô trừ trừ parallel nào, đúng không? Rồi trừ trừ key sum key trừ trừ CI view ở chỗ này. Rồi cái này á mình cắt cái này thôi, lát mà trừ trừ CI view ID này á mình sẽ để từ cái biến môi trường xuống, được chưa? Ok, cái này trừ trừ CI view, ok, lát mình sẽ để từ cái biến môi trường xuống cái này. Rồi lát mình sẽ execute cái câu lệnh này thôi, jam. Rồi jam test parallel thì nó sẽ execute cho mình cái test đầu tiên, nó sẽ export cái biến môi trường này ra, jam test CI2, tức là nó dùng CI2 run trừ trừ reporter y chang như thế này. Sau đó nó sẽ là trừ trừ parallel, trừ trừ record, trừ trừ key, sum key thì ở để ở đây luôn, được chưa? Rồi bây giờ để tôi commit cái này lên đây, tại vì mình chạy lát mình chạy từ trang trên, mình sẽ kéo cái này xuống mình chạy git add git commit with the message. Ở đây tôi sẽ để là update script in bucket.json and git put the change. Ok, done. Ok. Now, mình sẽ come lên cái Jenkins job này và mình vô cái config này, mình thay đổi lại cái phần build step. Bây giờ mình không làm giờ nữa đúng không? Mình không gọi cái này nữa. Cái phần này thì ok y chang, không có gì thay đổi, jam install y chang, nhưng bây giờ mình gọi gì, mình sẽ gọi cái câu này trước nè, jam test parallel ở đây, rồi sau đó mình sẽ đưa vô parallel, mình sẽ đưa vô một cái trừ trừ ở đây, mình còn thiếu nữa đó chính là cái CI view. Ok, đây cái CI view ID mình đưa vô này. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy động CI view ID, mình sẽ lấy bằng dấu đô la cặp một nhọn, mình sẽ lấy cái một cái biến môi trường globally của thằng Jenkins khi nó cung cấp cho mình mà mình không cần set up ở đâu á, là mình sẽ để là view number hoặc là view ID thì cũng được hết á. Ở đây tôi sẽ lấy view number. Trừ trừ environment base URL mình lấy bằng cái này, được chưa? Bây giờ mình save nó lại đã. Rồi bây giờ mình run. Tức là mục đích của mình lấy 11, 10, 12 gì á, mình để vô cái CI view ID để nó distinguish ở trên cái này của mình. Để close lại bớt đi. Nhiều quá, nó cùng cái icon á, nhìn vô nó hay nó dễ bị confuse ha. Rồi bây giờ tụi sẽ view nó lại ha. View with parameter. View. Xem thử nó có send được tới cái sorry Cypress không ha. Từ khi mà chờ khi nào mà nó, tại cái thời điểm nó skill á, mình mở cái này xem thử mình thấy cái view mình expect là sẽ là build thứ 12 ha.
Rồi nó đang install dependencies, chờ nó install xong ha. Ok, nó thực thi nhưng mà nó có lỗi nè. Rồi mình coi thử coi. Reporter cái này về URL missing subrest API, missing subrest API URL environment, variable pointer to subrest service. Ok, somehow nó không hiểu cái này. À, cho nên ok, trên này mình đang chạy cái này cho nên mình sẽ dùng cái câu lệnh là export. Export cái này trước sau đó mình chạy cái này ha. À, tại vì hồi nãy á là mình chạy chung luôn. Ok, tôi sẽ dùng câu lệnh export ở chỗ này. Config. Chỗ này tôi sẽ sửa là ok, nó không hiểu đúng không? Mình sẽ export cái này ra. Export subrest API bằng cái này, tức là mình sẽ lấy biến môi trường vào cái này thì cái thằng kia nó sẽ lấy được. Ok, save view with parameter view again. Rồi mình kiên nhẫn mình chờ nó xíu ha. Có nghĩa là nó không lấy được cái biến môi trường của cái thằng sorry Cypress endpoint á, nó không giống như cái command line của mình qua cái cell này, cho nên mình sẽ export một cái biến môi trường ra cho nó. Tôi nghĩ nó sẽ work thôi. Rồi mình chạy cái này á, hiện tại á mình đang test xem thử nó send được tới cái result, tới cái sorry Cypress task không ha. Xong rồi mình sẽ nói về cái cách mình xong xong sau, chứ bây giờ mình chạy dây á, dù mình để cái chữ parallel nó vẫn chạy có một cái session thôi chứ nó không có parallel ha. Ok, nó chạy được rồi, tháo mọi người ha. Export và nó chạy up. Hình như mình bị sai cái gì nữa rồi nè. À, mình export sau đó nó chạy Cypress CI2. À, nó nói nó không biết cái option này trừ trừ CI view ID ở chỗ này ra. Ok thôi vậy đi, đơn giản mình sẽ lấy toàn bộ cái này là mình để ra bên ngoài hết cho nó dễ mọi người ạ. Đây cho đơn giản đi chứ custom cái này lát cái nó rối lắm, mất công lắm. Bây giờ vô cần viết này nè, thay đổi cái này mình để thẳng ra ngoài này luôn. Mình sẽ để cái câu lệnh này rồi enzyme up, oh, not this one. Rồi, đầu tiên là câu lệnh này trước. Copy tất cả để vô lại ha. Giống như cái câu lệnh mà hồi nãy mình chạy á. Đây. Chạy đầu tiên mình chưa customize gì hết á. Rồi, cái này xong rồi mình sẽ làm gì nữa? Mình sẽ dùng cái câu lệnh là jam test parallel cái này bằng cái này và mình sẽ để vô luôn nn. Ủa cái này đúng mà có cái gì đâu ta. Ừ có cái gì đâu sai đâu nha. Ok để tụ chờ xíu à, tụ tham khảo ở bên cái thằng Cypress web. Copy copy. Thôi bên này tụi để gì? À hiểu rồi. À, cái này tụi không cần cài cái NPX, tức là locally mình sẽ cài đặt cái CI2 vô trong đó mình chạy. Còn cái này ở trên này mình sẽ dùng cái experimental của nó, mình chạy qua NPX như thế này cũng được ha. Tụi copy bên này tụi để qua tụi giải thích cho mọi người nha. Chờ xíu. Đây. Đây cái bước này Cypress API UL y chang dùng MBS CI2 được chưa? Run trừ trừ parallel y chang trừ trừ record trừ trừ key sum key view. Cái này tụi để là CI API đi ha. Gạch ngang view và cái này mình sẽ lấy là bằng cái biến môi trường đó chính là view. View có chủ đề chứ. Number mình lấy từ ở trên xuống, mình chạy cái này ha. Chạy parallel, run parallel, record key. Ok. Rồi. Thêm những cái option khác nữa. Trong trường hợp này tôi muốn những cái option này nữa, reporter để vô. Ok, tôi muốn những cái option này nữa. Và cái base URL nữa, nó hơi dài ha. Nhưng mà kệ đi. Reporter và trừ trừ environment base URL bằng là cái biến base URL ở trên xuống. Tại vì mình customize có lần à. Mình không quay lại này nữa, nếu mà nó chạy ổn thì mình để ra luôn đúng không? Save.
with parameter, còn mọi người có thể customize cho nó ngắn lại tùy mọi người ha. Cho mình hiểu ý tưởng rồi mình có thể customize lại ha. Rồi install dependency. Rồi ok, cái này nó đang run lên, nó chạy nè đúng không? Mình lên trên này coi thử có cái build không? Recent build, đây, build thứ 14 nè, thấy không? Đó, bắt đầu nó chạy từng cái nè, cái đầu tiên fail mình biết rồi đúng không? Còn bây giờ nó chạy có parallel không? Mình dù mình để parallel nhưng mà nó chạy từng cái nè, thấy con cái running nè. Nó không có cơ hội hai cái running, từng cái một ha. Rồi, nhưng mà cuối cùng nó cũng có kết quả cho mình ở đây. Đó, khi mà mình click ra ở trong này nếu mà mình test á, mà mình có video thì ở trong này nó có cái video cho mình luôn. Đó. Được chưa? Thì cái này là cái Cypress dashboard. Thì có cái dashboard này thì sao? Mình cũng chả còn cái HTML report giống như hồi nãy nữa. Tức là tùy cái trường hợp mà mình thích dùng cái gì thì mình dùng. Trong trường hợp mà dự án mình lớn như cái test case mình chạy parallel thì sao? Thì mình muốn là qua cái dashboard này rồi cái Teams vô coi. À, rồi ở trong này mình chạy xong rồi. À, mình ra ở ngôi này cái build thứ 14, trong này mình vừa có cái dashboard và mình có vừa có gì cái report ở này luôn đó, thấy chưa? Vậy có nghĩa là bây giờ thì mình muốn coi theo cái kiểu nào cũng được hết á. Cái dashboard trong bây giờ là trong trường hợp mình sẽ dùng cho nó chạy parallel. Hiện tại mình thấy nó có parallel gì chưa? Chưa. Vậy là bây giờ mình sẽ làm sao để parallel? Rồi bây giờ tụi sẽ chỉ cho mọi người một cái kỹ thuật mà mình sẽ parallel nhiều cái Jenkins job và mình sẽ dùng một cái node thôi. Cái kỹ thuật đó nó gọi là upstream downstream job. Thì trước tiên để dùng được nó thì mọi người search cho tụi cái này, cài cái plugin này vô. Nó cài plugin thì phải vô đâu? Manage Jenkins, rồi vô plugin, manage plugin, mọi người vô tab available hay do tụi đã cài đặt rồi cho nên tụi mới show ra install cho mọi người thấy, chứ còn mọi người vô tab available mọi người search cái này cho tụi conditional build step, được chưa? Cái này nè, và install nó thì có cái này mình mới trigger được upstream downstream job. Rồi, bây giờ ra ở ngoài cái Jenkins dashboard này, ở trong cái Cypress API này, mình mới làm một cái nữa. Trong cái configuration này, mình sẽ để thêm một cái parameter, mà cái parameter này mình sẽ giống như là mình sẽ đưa từ cái upstream job xuống, chứ mình không có input bằng tay. Giống như là bây giờ mình có cái này rồi, mình sẽ không có vô này mình chạy nữa, tại vì mình muốn nó chạy song song. Còn mọi người muốn customize sao nữa là tùy mọi người. Ở đây tôi sẽ để là Cypress view chẳng hạn, Cypress view number chẳng hạn. Tôi muốn lấy cái biến môi trường từ đây. Và ở đây tôi sẽ không có để cái default value gì hết. Mọi người thích thì để cũng được, không thì khỏi cũng được ha. Trong trường hợp này tôi sẽ copy. Và trong cái câu lệnh này nè, cái chỗ cái view này tôi không lấy từ cái view number nữa, mà tụi lấy từ cái này. Và bây giờ nếu mình chạy á thì cái này nó sẽ giống như sẽ null và lên cái sorry Cypress á thì nó bị trùng, nó không có được. Cái mục đích khi mình set up tới cái bước này rồi á là mình muốn chạy cái job này từ một cái job khác chứ không phải chạy chính nó nữa, tức là cái biến này nè sẽ do cái job khác provide ra cho mình. Ok ha, bây giờ mình save nó cái đã. Rồi bây giờ mình không chạy cái này nữa. Mình ra dashboard, mình tạo thêm một cái new item. Ở trong trường hợp này tụi sẽ copy cho nó nhanh ha, tụi sẽ copy cái Cypress web upstream có sẵn nè. Đây. Rồi, tụi sẽ copy nó và tụi sẽ explain cái configuration, còn mọi người chỉ cần gì new item vô freestyle ha. Còn cái chỗ này tụi sẽ để là Cypress API upstream và tụi muốn copy từ cái project này, còn mọi người chỉ cần save phát là lập tức sau nó sẽ mở ra cái configuration cho mọi người ha. Ở trong này tụi để sẵn một vài cái rồi nè. Discard our build bằng 10. This project is parameter parallel. Ở đây tôi, khi mà tôi muốn vô đây là tôi sẽ đã muốn chạy parallel rồi, cho nên tôi để này là set by default là chọn vô trong này ha. Rồi execute concurrent build if necessary. Secret management có để viết trong không, tại vì cái này nó chỉ gì gọi những cái Cypress API job ở phía dưới nó chạy, chứ bản thân nó không có clone secret về. Mọi người chú ý cái đó ha. Rồi vẫn là gì? Delete workspace before build start ở đây. Rồi, ở trong build step, mọi người chọn condition step, build step này, mà dạng multiple, tức là mọi người chọn cái này nè. Đây nè, chọn cái đây ha, thì nó sẽ sổ ra.
Ở trong này á, mình sẽ chọn build trigger on another project. By default nó là cái chỗ này là always, được cho mọi người chọn sang boolean condition. Và mọi người chú ý nè, ghi y chang cái syntax này. À, cái biến parallel này là ở trên gì? Parameter trên mình set. Mà mình set nó by default là gì? True. Có nghĩa là khi nào mà cái đó mà được chọn vô thì tôi mới chạy parallel, tức là tôi mới trigger những cái ở phía dưới. Mà by default vô trong này là muốn chạy rồi, cho nên sao? Mình để cái đó true luôn. Select by default luôn. Cho nên cái này mình để nè. Dấu đô la cặp một nhọn này. env y hoa phẩy cái và phẩy nha, không phải dấu chấm nha, bằng hoặc cặp ngoặc kép ha, mình để vô parallel ở chỗ này, được chưa? Sau đó mình add vô nè, step to run if condition is met ha, mình add vô đây nè, tức là mình add thêm một cái step ở trong này đây, mình click nó sẽ có một cái là trigger call view on order project này. Đó, mình chọn cái này thì nó sẽ ra, nó sổ ra cái này cho mình này. Được chưa? Và project đầu tiên mình muốn view đó chính là Cypress API, tức là mình muốn call một cái job Cypress API. Trong này á, mình sẽ đưa vô cho nó gì? Một cái biến là Cypress view number chứ không phải view ID ha. Ở bên này nè. Nó có một cái biến là sorry, cái này nó không phải ha. À, lát nó có một cái tricky thing, lát tôi sẽ chỉ cho mọi người. Cypress API, cái tên biến của nó là Cypress View Number. À, mình truyền vô đây nè. Cypress View Number sẽ bằng chính cái gì? Cái View Number của cái View này, nó đang View cái upstream này. Vậy là khi mà nó trigger hai cái job ở phía dưới là hai cái View này trùng nhau, mà trùng nhau thì bài trước mình biết rồi, nó sẽ gửi chung do gì? Một cái job, một cái run của này, và nó sẽ trigger được run parallel. Đó, nghệ thuật là ở chỗ đó. Rồi, bây giờ ha, mọi người thấy cái chữ A bằng một này, từ từ để tôi giải thích nó xong. Rồi, mình tiếp tục tạo cái y chang, mình cũng muốn trigger Cypress API. Tức là mình muốn trigger hai cái này nè. Đó, ví dụ như mình muốn trigger 6 cái chạy song song thì sao? Mình làm 6 cái này. Được chưa? Và lúc này mình cũng để vô Cypress build number. Nè, predefined parameter nè, mình add thêm một cái predefined parameter nè. Mình chọn view number này ở đây. Vì sao chỗ này có số A bằng 2, A bằng 1 ở đây? À, nó có một cái tricky thing nè. Nếu hai cái job này mà nó thấy, nó phát hiện là hai cái parameter này đều giống nhau cả, thì nó chỉ trigger con job à. Cho nên ở chỗ này á, giả sử mình thêm một cái gì giống như là mình không dùng, giống như một cái biến môi trường là chữ A vô. Trên này mình để A bằng 1, ở dưới A bằng 2 cho nó khác. Tức là mình vô đây mình làm cái chiêu vậy nè. Cypress API đúng không? Bây giờ mình để cho một cái nữa. À, cái base URL này nó cũng cần, cho nên là mình phải chọn vô cái base URL cho nó ha. Cái thằng này nó cần dùng base URL. Rồi. Base URL. À, mình sẽ để thẳng như thế này luôn, bằng cái giá trị này cho nó. Cái ở trên mình cũng để base URL bằng cái này, được chưa? Rồi vô cái job này nè, mình thêm một cái biến mình không có dùng, nhưng mà mình phải làm vậy để nó distinguish giữa hai cái job khác nhau. Mình cho cái string hay cái gì cũng được, biến a biến x gì cũng được ha. Rồi save nó lại đi, save. Cái thằng này biểu mình thấy có cái biến a, nhưng mà thật ra mình không có dùng, mình dùng ở bên này nè, để mình phân biệt giữa hai cái job mình trigger thì nó mới trigger được. Post view action thằng này có cần report cái gì không? Không. À, nó cần report cái job này để mục đích chính là ra lệnh cho hai cái job kia run. Bây giờ giả sử ha, mình vô build with parameter, ở đây mình chọn unselect parallel, mình build, nó sẽ không trigger cái gì hết. Mình vô console log này mình sẽ thấy này, đây mình sẽ thấy là nó preventing perform for step này. Tại vì sao? Nó thấy cái này là false. Nhưng mà nếu mình vô cái này nè, mình build with parameter, mình để là parallel build, thì lập tức ở trong này á, nó sẽ trigger hai cái job. Mình vô cái console log mình sẽ thấy này, nó trigger hai cái này nè, đây nó trigger hai cái, nó thấy chưa? Vì là sao? True. Bây giờ mình quay ngược lại ngồi này nè, và mình expect sẽ có hai cái Cypress API cùng run. Đây, thấy chưa? Mọi người thấy hai cái này cùng run không? Một cái nè. Cái thứ hai cũng run. Và lúc này nó sẽ đưa parameter base URL và cái gì, cái CI view number của bên thằng kia nó đưa qua cho cái thằng này. Đó, thì mình chờ một xíu mình qua bên này, mình sẽ mong muốn là sẽ thấy có một cái run với cái view number trùng và nó sẽ chạy song song. À, mình chờ xíu ha. Tắt này đi. Tắt này luôn. Rồi, mình chờ tới cái bước mà sau dependency mà bắt đầu bước nó run ở đây.
Và đây, đó mình thấy không? View số 2, Cypress API view 2, cái số 2 này từ cái view nào nó đem qua. Nè mình thấy nè, hai cái này nó cùng nhau running nè, parallel rồi nè. Thấy chưa? Và cái số 2 này từ đâu ra? Upstream job nó đưa qua. À, vậy là mình achieve được running parallel từ Jenkins, không phải là từ global nữa. Đó, và ở kỹ thuật này mình làm rất là đơn giản, đó chính là mình dùng một Jenkins job thôi và mình dùng kỹ thuật gì? Upstream, downstream job để mình run đó. Ha, ok. Cái số 16 này HTML report. Cái thằng này nó chạy, à đúng rồi, nó chạy hai cái à. Nó chia ra nó chạy mà, hai thằng này nó chạy hai cái thì nó pass. Còn 10, thằng 15 nó fail là bởi vì nó chứa cái script gì? Mình cố tình mình làm cho nó fail. Nè, thằng này nó chạy bốn cái này, ở trong này nó chứa cái fail, thấy không? Nó chia ra nó chạy thì nó nhanh hơn. Đó là cái kỹ thuật mà mình chạy upstream, downstream job ha. Và lúc này á, cái report á, mình chỉ cần lên trên này mình coi à, là được ha. Mình thấy coi thử bao nhiêu pass, bao nhiêu fail. Ok, thì tới bài này thì hopefully mọi người đã thấy là từ một cái những cái đơn giản bắt đầu mình gom gom lại mình làm, rồi mình lên Jenkins, rồi mình chạy song song như thế nào, custom command mọi thứ là để chính gì, các bạn mới mình có thể start một cái dự án API test với Cypress được rồi. Như vậy mình có thể viết rồi mình tích hợp Jenkins mình build được rồi, đúng không? Khá là cool và mình có thể share với team, team có thể chạy được rồi. Ok, thì hopefully tới đây thì mọi người đã có cái kiến thức về API test với Cypress. Thì những cái bài tiếp theo tụi sẽ thấy cái gì hay tụi sẽ add vô trong cái playlist này. Nhưng mà tụi tin rằng tới bài này là hầu như mọi người đã, nếu mà mọi người theo strictly từng bài một theo cách hướng dẫn của tụi thì mọi người có thể start một cái dự án API test với Cypress. Good luck, ok. Và hopefully cái khóa học này đã cho mọi người thêm những cái kiến thức mới. Chào mọi người và hẹn mọi người ở trong các bài học khác, các khóa học khác. Ok, bye bye.